Triệu Lệ Dĩnh bỏ filter, lộ diện với nhan sắc khác lạ. Lần hiếm hoi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với những hình ảnh không qua chỉnh sửa, cư dân mạng bàn tán xôn xao. Triệu Lệ Dĩnh thời gian gần đây không chỉ được chú ý bởi vì chăm chỉ đóng phim, thử sức với đa dạng các vai diễn mà còn vì nhan sắc mặn mà và lên hương. Người đẹp sinh năm 1987 mới đây lại gây sốt với nhan sắc không ngừng thăng hạng tại Joy Show mới nhằm quảng bá cho phim điện ảnh Dục Hỏa Chi Lộ. Những bức ảnh HD nét càng khiến nhiều khán giả phải suýt xoa vì nhan sắc quá sức tuyệt đỉnh của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên vẫn có nhiều khán giả cho những bức ảnh đẹp không tì vết kia của Triệu Lệ Dĩnh là sản phẩm của Photoshop bởi vì ở lứa tuổi này ít có diễn viên nào có thể trẻ trung thế kia. Những bức ảnh đời thường chưa qua chỉnh sửa của Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức cũng bị đào ra. Khác xa với những tấm ảnh nét căng qua chỉnh sửa, ảnh đời thường của Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Nhiều người cho rằng bà mẹ một con 37 tuổi như Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được nhan sắc như thế kia là quá tốt. Đa số đều khen cô nàng có nhan sắc lên hương hơn so với ngày xưa. Nhiều netizen không quan tâm lắm về nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh, ai cũng cho rằng sự nghiệp hiện tại của cô quá sức đồ sộ. Lý do nữa là bởi vì Triệu Lệ Dĩnh dám lăn xả, thử sức ở đa dạng các vai diễn, không bám quá nhiều vào hình ảnh tươi trẻ, sạch sẽ. Nhiều người cho rằng những chuyển mình, nỗ lực của Triệu Lệ Dĩnh vì vai diễn là điều đáng quý và họ yêu quý cô không chỉ vì nhan sắc. Cũng bởi vậy, Triệu Lệ Dĩnh nhận được những giải thưởng danh giá và hiện được xem là một trong những minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ hiện tại.